Rồi. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duyên Khải này em ơi. Ở video này thì Khải sẽ tiếp tục mở cho anh em xem rương bảo rương phôi trang bị tím từ 2 đến 6 dòng. Và ở đâu đó sẽ có xác suất ra rương vũ khí như nào. Như anh em xem ở cái lần trước Khải mở 100 rương rồi thì anh em cũng biết rồi. Thì lúc đó Khải mở chỉ khoảng tầm 10 mấy 20 rương thì hạ 10 mấy 20 rương thì nó đã ra một rương vũ khí rồi. Thì trong ngày hôm nay thì chúng ta cùng xem thử nhân phẩm như thế nào nhỉ nè. Nói chung thì Khải mở rương thì cũng chủ yếu là làm video, làm content cho tất cả anh em xem cho vui. Anh em mà thấy hay thì đỡ lại Khải một like chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi video cũng như là livestream trực tiếp của Khải từ lúc 7 giờ 20 phút buổi tối hàng ngày nha anh em. Rồi ok, mở rương. À để nhảy thành mở rương coi có may mắn gì không. Là miếng may mắn mở rương chơi này may mắn nè. Ok chưa. Là bên quốc tử. Đây, ok chưa. Dạ, ok, đầy đủ may mắn nè. Mở rương thôi. Có được rương nào ngon, phôi đẹp đẹp thì đỡ lại bán hoặc là xài thôi nè. Đây, đây nè mà. Tên bình áo. Nón. Nó bốn dòng họ được đấy. Áo bốn dòng họ cũng được đấy. Áo mọc bốn dòng nữa. Giày thủy hai dòng. Đúng rồi, mở rương bỏ đồ nè em ơi. Giày thủy hai dòng sốt rồi nè em ơi. Giày thủy hai dòng chịu rồi. Rồi qua thành khác. Cái này thì Khải mua hết 100 rương thì khoảng tầm vài trăm nghìn thôi nè. Anh em xem thì ủng hộ thì nhớ ủng hộ lại một like chia sẻ nha. Áo mọc hai dòng. Đây họ cho đây thủy ba dòng. Đây họ là có tiền nè. Trời ơi, shop mấy cái món hai dòng chỉ có shop anh em ơi. Mấy cái món hai dòng kia nè, áo nón kim nè, áo mọc shop. Rương vũ khí, nón họ. Thủy hai dòng. Giày. Đó, giày thủy họ 5 dòng được, giày họ có tiền. Giày họ mà 5 dòng là chuẩn anh em, chuẩn dòng tốc độ di chuyển này, sinh lực ngũ lực. Đó, phòng thủ làm chậm, chuẩn 5 dòng đẹp anh em, nếu 4 dòng thì thiếu đi một dòng hơi tiếc. Đôi giày này ok. Đôi giày này ok. Nón 3 dòng shop. Nón 3 dòng shop. Rồi, mấy cái giày VIP thì bỏ vô trong cái đợt tí nữa giờ giao dịch quay khác nè. Nón này, ba đồ họ mấy dòng nào phải bóc hết này. Được áo họ cái bàn này sẽ không ai xài đây mà. Áo cái bàn sẽ không ai xài. Tiếp tục. Đây họ. Trời ơi, đủ. Sao không phải là 4 dòng anh em? Trời ơi, 4 dòng là ok rồi. Tiếc gốm anh em à. Trời ơi, hai cái đai. Đai họ thì lại có 3 dòng thôi. Đai họ 3 dòng thì chán thiệt chứ. Tiếp tục nè. Bao tay. Giày. Áo. Nón. Giày. Rồi ok, bói này anh em ơi. Bàn tay thổ 4 dòng. Giày thổ 3 dòng. 3 dòng sốt đi. Áo mọc 4 dòng còn giữ lại nè. Kim 3 dòng. Áo mọc 5 dòng. Hợp lý. Áo này có người xài đấy. Cái băng mọc có người xài đấy. Áo thổ sốt. Nón thủy 2 dòng sốt. Nón họ 4 dòng. Trời. Nón này xấu. Cũng được. Nón họ 4 dòng cũng được. Nón kim 5 dòng. Được hết. Giày họ 4 dòng được hết. Giày thủy 2 dòng sốt. Rồi tiếp tục. Giày áo. Giày họ 2 dòng sốt. 2 dòng họ sốt. Áo mọc sốt. Giày nữ 4 dòng. Ok. Từ Khải đi chuyển qua mấy cái phôi này cho xe nữa nha anh em ơi. Khải diễn cho xe cái rồi chúng ta tiếp tục mở tiếp nha. Áo vô Khải vô xe nè. Đó, nói chung là đầu tư cho anh em xem bói đồ mở phôi tím rồi tìm phôi và nó hấp dẫn anh em. Cái này cũng khá là thú vị nè. Nó cũng giống như sandbox lệnh bài thôi nè. Rồi mình đánh boss thì mình chờ mình bói đồ thôi. Cái này cũng vậy thôi, cái này không cần đánh. Cái này mình mở rồi mình chờ mình bói đồ nè. Rất là tiếc là đai họ 3 dòng uổng quá. Giày nè, giày 5 dòng nè, thấy chưa? Giày có giá trị anh em. Áo mọc 5 dòng còn ngon nè. Nón cũng ngon nè. Nón họ cũng ngon nè. Nón ok. Rồi chuyển qua hết rồi tiếp tục mở tiếp.
Nhiều phần thưởng mới, ok luôn. Anh em đang xem thì đỡ lại cho Khải một like, chia sẻ, ủng hộ video cho nha anh em ơi. Video này thì Khải sẽ cắt ngắn ra, Khải up trên kênh YouTube nha anh em. Anh em nào có thể xem, Khải sẽ up lại trên YouTube, anh em có thể xem lại ủng hộ nha. Bỏ bớt qua, tiếp tục đi mở tiếp. Rồi, quay phần thưởng, nãy mở được 22 rương rồi nè. 22 rương nè. Quay phần thưởng đúng chưa? Phần thưởng. Ok. Phần thưởng của anh em đây. Kiếm cái rương vũ khí nè. À, có đây. Áo. Trời, toàn áo không vậy? Trời, nón. Nói chung mở cái này nó hên xui lắm nè. Đồ tràn lan luôn, rất nhiều đồ. Rồi, bói. Trời, nón thổ hai dòng số. Trời, đai thủy 2, 4 dòng, có tiền. À, đai hỏi 5, 6 dòng làm không? Chưa, chưa có đai hỏi 5, 6 dòng làm cả anh em ơi. Đai có 3 dòng rồi. Áo thủy, chốt luôn. Áo thổ 4 dòng. Nón kim. Áo thổ 3 dòng, chốt. Thổ 3 dòng, chốt. Họ 3 dòng, chốt. Áo thủy được. Giày thổ. Giày thổ 5 dòng, bao tay. Trời, bao tay có 3 dòng, u buồn dữ ta. Sao mấy cái món quan trọng như bao tay đai lưng họ hỏi mình cần mà nó không cho nhiều dòng ta, ít dữ trời. Mấy dòng rồi nè, 3 dòng rồi, buồn ghê gốm. Bao tay nhìn đẹp có 3 dòng rồi nè em ơi. Tiếp tục. Áo, giày, áo, rồi tiếp tục bói. Giày thủy 2 dòng, nón thủy sốt luôn, giày thủy sốt luôn. Áo thủy sốt luôn. Áo thủy. Áo thổ. À, ok, giao dịch cho khỏi chặt rương anh em ơi. Gồm hết cho nó từ từ tính nè. Bạn cần cái gì tôi niệm cho may mắn. Cần đai lưng 5-6 dòng với lại bao tay 5-6 dòng họ nha anh em. Hoặc là rương vũ khí nha. Rương vũ khí là cái khả năng cần nhất. Rương vũ khí nè mà. Rương vũ khí nó mới quan trọng nè. Mấy cái đồ xanh này thì mấy cái đồ này thì nó chẳng lan đại hải luôn nè. Rồi quan trọng tiếp tục đó là đai họ 5 dòng 4 dòng. Bao tay họ 5 dòng 4 dòng là hợp lý nè. Nãy giờ có mấy cái nè mà toàn 2 dòng 3 dòng không. Hơi ít. Rồi. Giao dịch hết lúc này đây tiếp tục đi mở tiếp. Mấy cái đồ có giá trị thì mình đỡ lại chút nè. 50 vạn, 100 vạn bán vẫn được anh em. Bán vẫn có tiền nha anh em. Đao kim 6 dòng. Đó, 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 ăn lê đó. Đao kim 6 dòng đó. Vũ khí 6 dòng là tuyệt vời ông biệt trời luôn nè. Rồi tiếp tục qua thành đô. Nón. Bao tay. Áo đai. Áo áo. Đai, giày, nón. Rồi ok, hai cái đai nè mà. Hai cái đai, đai, đai họ 5-6 dòng là ok nè. Áo, ôi, chết rồi. Cái áo này 5 dòng, không biết cái hai cái đai sẽ như thế nào nè. Đó, mới đụng vô cái áo 5 dòng rồi. Nón, nón thủy. Áo xốp. Nón xốp. Áo xốp. Giày mọc 3 dòng, trời ơi, phèn quá. Xốp luôn. Xốp luôn. Xốp luôn. Đâu kim anh em à. Mọc quay toàn rác. Thôi toàn rác. Rác thôi anh em ơi. Thôi tiếp tục. Mẫn lần hơn chục rồi mà toàn thấy rác thôi. Buồn quá anh em ơi. Buồn quá. Buồn quá. Buồn dở sợ. Đúng rồi, ra đao kim 4 dòng ép luôn anh em. Nếu ra đao kim 4 dòng ép luôn là đẹp luôn. Kiếm cái đao cho con lùng đao là hợp lý luôn. Chiến lên. Anh em đang xem cho một like ủng hộ chơi nha anh em ơi. Đó. Anh em đang xem trực tiếp thì cũng có thể like, chia sẻ, ủng hộ cho nha. Video này up lại thì anh em chưa xem thì cũng có thể xem lại giùm nha anh em. Phần thường, nãy phần thường đúng phần thường rồi, giờ đứng biển kinh đi nè. 50 rương rồi, vẫn chưa có gì gọi là hot. Xong đào 6 dòng kiềm chất luôn, Tấn Trường ơi. Đào thủy 5 dòng cũng hợp lý luôn. Áo. Đài. Nón. Chủ yếu kiềm cái rương vũ khí rồi nè. Rồi xong, mớ mà không thấy gì luôn. Không thấy cái rương vũ khí luôn. Không thấy rương vũ khí luôn. Áo thổ sốt. Mọc sốt. Sốt. Giày thổ. Nón mọc. Trời, nón mọc 2 dần. 2 dần. Áo thủy 2 dần.
Đài thổ 5 dòng. Trời sao không phải đâu, đài họ nhỉ. Đài kim 4 dòng nữa. Thủy họ, ơi. Toàn rác thôi em ơi. Gần 100 rương rồi. À, cuối cùng có rương vũ khí nữa nè mà. Cuối cùng có một rương vũ khí nữa nè mà. Một rương vũ khí. Áo mộc, áo kim shop ngay. Một rương vũ khí nha nam. Một rương vũ khí nha nam. Rồi, từ từ gã bói mất cái này đi, mở rương vũ khí thôi. Kim này. Thủy này, từ từ nha. Kim này. Mộc, thổ. Thủy. Thủy, thổ. Đồ, toàn rác này. Thủy này, thổ này. Mộc, áo mộc ngon này. Ở tay shop này. Giày thổ, đai thổ. Trời ơi. Ok, ngon lành canh đào. Ngon lành canh đào nha anh em. Kiếm mở rương vũ khí này. À, giờ cho nó cái này nữa. Từ từ, ao này khác này. Cái này full rương rồi. Cái này full rương nó khác. Thay đổi mỗi thành được hai cái đài đó. Đúng rồi, nãy giờ test rồi anh em. Thay đổi mỗi thành được hai cái đài nè. Hợp lý đấy. Nên là Khải hay nhảy thành ở chỗ đó nè. Rồi, tiếp tục vô cắt rương đó. Cắt đồ vài khác nữa nè em ơi. Có một rương vũ khí là ok rồi anh em. Đây, rương vũ khí của anh em đây. Rương vũ khí của anh em đây. Có rương vũ khí là có may mắn kiếm cái rương vũ khí rồi anh em. Cắt rương mấy cái đồ này nè. Lâu lâu làm 100 rương mà anh em không ủng hộ nữa thì ủng hộ gì đúng không anh em. Lâu lâu làm 100 rương mà anh em ủng hộ mạnh đi nè. Rồi, giao dịch ngay khỏi chặt rương ngay, tính tiếp. Còn có vài chục cá nữa thôi. Vài chục rương nữa thôi. Đài thổ này, trời ơi, không có đài hỏ nè mà. Đài hỏ là vô tiền này. Một cái đài hỏ hiện tại bây giờ đang sang giá với 1 đến 2 kim nữa nè. Không đài hỏ em sẽ dùng ép mắt rồi mà. Hôm trước ép mắt mà ộp một lần rồi, hôm trước ép ép cái đai 4 dòng mắt ộp rồi anh em. Châu rồi khi đi Dương Châu. Ra đao thủy 5 dòng đơn đao, ok anh em luôn. Khui nè. Dày. Dày. Đó, đai dày, đai. Rồi, thổ. Kim, mộc, thổ, hỏ, thủy. Thổ, hỏ, thủy. Kim, mộc, thổ. Rồi, thổ, thổ. Thổ, thủy, kim, mộc, kim, thổ, mộc. Ui, lần này toàn rác anh em à. Toàn 2 dòng không. Nè anh em xem rồi nè. 3 dòng, 2 dòng, 2 dòng, 2 dòng, 2 dòng, 2 dòng, 3 dòng mộc. Tồn rác thôi nha, tồn rác thôi nha. Đại lý trung tâm này. Để đưa một khí tới lên thành sơn mở rồi. Ok, bao tay. Bao tay. Nón. Đai. Áo. 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 Kiếm cái đai họ đem 6 dòng rồi em. Bao tay 2 dòng. Ủa. Kim 4 dòng. Nón 5 dòng. Đai thổ 4 dòng. Họ rất khó luôn em à. Đai họ tìm rất khó luôn. Áo thủy. Thổ. Mộc. Rất khó luôn em. Rồi giờ hết rương này lên thanh hình sơn mở nè. Lên thanh thân lên thanh hình sơn mở nè. Rất khó luôn em ơi. Tìm cái đai họ mở gần 100 rương nè. Không có cái đai nào nè. Chua dớ sợ. Bất tay. Kim. Thổ. Cho dự đoán rương vũ khí đi Khải 50k thôi ạ. Nếu mà ra rương vũ khí ngon thì dự đoán là ngon là phát thưởng em ngay. Nhưng mà nói chung là hên xui nữa mà. Có dự đoán hay không cũng vậy à. Giờ chờ nhân phẩm thôi. Đồ, giày thì có 5 dòng nữa. Giày thì có 5 dòng nữa. Nón cũng 5 dòng mà không. Không có đai lưng nữa em à. Đai lưng khá là chua. Đai này. Đai thổ, áo thổ nè. Nón thủy nè. Giày nè, bàn tay nè. Thank you.
Rồi, còn nhiêu đây lên thanh hình sơn mở nha nè. Những cái đường cuối cùng để thanh sơn mở nha mọi người ơi. Anh em xem cho ủng hộ một like chia sẻ cho anh em ơi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông nha. Anh em nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nè, thì mỗi khi video mới hoặc là những buổi livestream trực tiếp thì nó sẽ báo gì anh em, đó anh em có thể biết trước nha nè. Anh em có thể vào sớm nhất nha nè, đó anh em đỡ khỏi bỏ lỡ cơ hội nè. Rồi ok, mở rương cuối cùng. Rương này cũng khá rẻ thôi Thái Nguyễn ơi. Lúc trước thì 100 rương là khoảng 100 rương là khoảng 20 kim. Mà tầm này rẻ rồi. Mà đó một rương 200 xu. Rương 200 xu một rương. Hơn 20 kim. Mà tầm này rẻ rồi. Tầm này chỉ một phần máy thôi. Đó. Thổ này. Mộc này. Mộc đâm dòng này. Kim này. Thổ này. Thổ này. Mộc này. Trời. Trời vậy anh em ơi. Trời ơi là trời. Ra cái trời anh em ơi. Thôi cứ mở hết đi anh em ơi. Đồ ra trời nè. Mình mở toàn trời nè. Hôm trước mình mở một cái trời. Trời thủy hai dòng rồi. Giờ lại trời nữa. Áo thiệt sự. Rồi. Biết được gì anh em ơi. Nhảy vô thành cái này. Bán cái rương này. Ra trời nữa nè. Áo quá. Áo quá. Áo quá. Ra trời anh em ơi. Bói nè. Rương vũ khí mở một gồng 100 rương, đúng một rương một. Nón thổ này. Dày mọc này. Nón mọc. Kim. Thổ. Đài mọc. Kim. Mọc. Thổ. Thấy. Thổ. Hai rương cuối. Rồi xong hai cái áo nữa. Đầu xanh 100 rương của tôi. Bành 100 rương của tôi. Thấy. Đây. Chì này thì hiện tại bây giờ nếu mà chì á thì chỉ có một là chì thủy, hai chì hỏa. Anh em, cái chì này thì thiệt là một chì thủy, hai chì hỏa. Mà 4 5 dòng thì ok nha anh em. Còn mà kim hai dòng chì cũng hai chạy ăn nó xài, 4 dòng chì chạy ai xài. Chỉ cái hiện tại nếu mà được cái chì, nếu mà so sánh thì cây vũ khí này á không hóng binh được anh em, không hóng binh được nha anh em. Nên là cái chì này có giá trị nhất á thì nó chỉ là họ thủy 4 dòng, hoặc là họ 4 dòng, hoặc là thổ 4 dòng thì mới ra có giá một chút nè. Còn không, không bon. Chết. Thảo đen thiệt chứ. Hoa lại luôn. Đen lại luôn. Dòng nữa. Hai dòng kim anh em. Chơi mà chúng kim là không ham rồi. Chơi mà chúng kim là không ham rồi. Có duyên mà chơi vài đái luôn nè. Lần trước cũng chơi. Lấy luôn. Hai lần mở ra hai cái chì. Hai lần mở ra hai cái lần cái chì nè, vãi thiệt. Lấy luôn. Trời ơi, đâu hai dòng cái chì nè, đâu lấy luôn. Sốc luôn cho anh nhầm. Thiệt đó chứ. Ra chì mà thả, chì mà ra thấy gì, thấy thố rồi nè. Sốc luôn mày nhanh nè. Rồi, xin anh em ạ. Ok anh em, ở video này thì mới 100 rương, kèm một rương vũ khí thì to anh em ạ, bán shop luôn. Để nhanh. Rồi, nói chung thì cái gì đó cũng chả làm được gì đâu nè. Rồi, anh em xem video thì cho Khả một like chia sẻ cho anh em ơi. Anh em thích mở rương nữa thì cứ like chia sẻ nhiệt tình video này lên hơn 200 like. Khả sẽ đầu tư mua tiếp tục 100 rương, Khả mở tiếp nha nè. Mở cùng xem nhân phẩm thứ nhất thế nào nha mọi người. Đây nè, đi giật tiếp. Anh em Khải mới nhận dòng liên đấu hàng 3 này nè. Anh em ơi. Bên này khác thì nhìn thấy, chính mình thì mình nhìn không thấy nè. Chính mình nhìn không thấy nè. Đó, liên đấu hàng 3. Vòng sáng liên đấu hàng 3. Hai lần chị hai dòng, một lần là chị thủy cấp 5. Lần này là chị kim cấp 8. Sốc luôn nhỏ lệ. Không có gì. Tầm này thì cũng rẻ rồi nè, vài trăm nghìn. Đây, đó, nói chung là anh em thấy dòng hàng 3 đẹp không nè. Vòng võ lâm liên đấu hàng 3 đó. Đó là người khác nhìn đó thì thấy dòng rồi nè. Còn tự Khải nhìn cái game Khải thì nó không có thấy được. Tại vì nó nhiều dòng quá, Khải nhiều dòng sáng quá nên không thấy được. Rồi. Chịu thôi biết sao giờ. Đen thì chịu thôi chấp nhận rồi nè. Ok anh em mà thích những video mở rương như thế này thì cứ like chia sẻ mạnh nha. Khải sẽ cố gắng mở tiếp tục cho anh em xem cho vui nha. Hiện tại còn một rương vũ khí 6 dòng rồi nè.
nhưng mà chưa cho mở nè. Đây nè, rừng vũ khí 6 dòng này. Bảo rừng phôi trang bị vũ khí tím 6 dòng, khi mở sẽ được ngẫu nhiên. Đó, mà mở chưa được. Ấy, được luôn. Mở được rồi, mở được rồi, mở được rồi, mở được rồi. Mở được rồi nè, mới mở. Mới mở xong. À, đầu tư không mở được nè. Bảo rừng 6 dòng mở được rồi nè. Đâu, mở được một cái kiếm. Vãi nồi. Kiếm, kiếm. Trời, kiếm thổ 6 dòng, chết luôn. Trời, đen quá nè mày. Đen quá, đen. Kiếm thổ 6 dòng. Trời ơi. Trời ơi, cưỡng kiếm thủy hoặc là kiếm kiếm kim bán có tiền luôn nè. Trời ơi, rương 6 dòng rồi nè. 6 dòng, hôm bữa mua 5 kim 5 đó. Rồi, ra thổ nè em ơi. Trời ơi, lúc này là Khải tưởng tưởng không mở được. Ai ngờ giờ lậm ra mở được luôn nè. Trời, kiếm thổ. Chắc chuyển võ đan lòi sắc nội công 200 quá. Đủ với chuyện nhỏ đang lôi sắc được còn 200 quá. Trời, kiếm ra kiếm thố nữa chịu rồi. Đậu xanh. Kiếm rồi ra, kiếm ra thố nữa. Lấy luôn, một thủy hay hỏi là cũng ngon nữa. Thố luôn. Thố luôn. Rồi, ok anh em ơi, sau này đỡ hãy nghiên cứu, hãy mua thêm những rừng vũ khí này mở cho anh em xem. Anh em xem đừng quên cho một like chia sẻ cho anh nha. Chúc anh em xem like vui vẻ cũng như là xem video vui vẻ anh em ơi.